Nhã Phương khoe clip gia đình đi chơi nhà vườn, nhưng dân tình chỉ tập trung soi một hành động của Trường Giang với con gái, dạy con tinh tế quá. Bỏ qua những thị phi thời trẻ, Trường Giang bây giờ đích thị là một ông bố thương và chiều con gái hết nấc, Kết hôn gần 4 năm, một năm sau đó mới công khai tin vui làm mẹ, nhưng phải đến gần đây cặp đôi Trường Giang, Nhã Phương mới gión rén khoe hình ảnh của con gái đầu lòng. Bé Destiny sau một thời gian được giấu kín để giữ gìn sự riêng tư giờ đã thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ và bố. Destiny xinh xắn, đáng yêu với sóng mũi cao, đôi mắt to mới đây nhân dịp cuối tuần cả gia đình về thăm nhà vườn tiền tỷ nhã phương đã live chim cảnh cả nhà thư giãn trong không gian ngập cây trái ao cá bình yên trong đó chiếm sờ bóc lai là những hình ảnh trò chuyện vui chơi cùng con của danh hài trường giang ông bố cùng con cho cá ăn đưa con đến khoảng sân cắt trắng đuổi bắt nhau và cùng chơi đá bóng người hâm mộ đều để lại lời khen mời khó quả là người chồng người cha tâm lý hết mực cưng chiều và chăm lo cho vợ con đặc biệt dân tình cũng soi được một hành động siêu cưng của trường giang với con gái khi chơi đuổi bắt bé đét vô tình vấp và ngã lăn xuống cắt Thay vì đỡ con dậy hay an ủi con, Trường Giang liền nhanh chóng giả vờ ngã ngay bên cạnh Destiny để bé không thấy tủi thân và có thể tự mình đứng dậy. Nhã Phương cũng liền cổ vũ con gái rằng hãy đứng dậy và đến đỡ bà Giang. Hành động dạy con đầy tinh tế của hai vợ chồng Trường Giang, Nhã Phương khiến nhiều người đồng tình và ngưỡng mộ. Trên thực tế các chuyên gia giáo dục trẻ em cũng cho rằng, khi con ngã, nếu cố ngã không để lại vết thương chảy máu, ngã trên mặt đất phẳng thì thường không để lại vấn đề gì lớn. Cha mẹ không cần quá lo lắng hãy giữ tâm lý thoải mái không quá hốt hoảng nhưng tập trung về phía trẻ và động viên trẻ tự đứng dậy sau đó bố mẹ có thể hỏi xem con có khó chịu hay đau ở đâu không nếu trẻ khóc ngàn ngặt không tự đứng dậy được hãy đưa trẻ đến nơi an toàn và quan sát khắp người bé xem vết thương ra sao để có cách xử trí tiếp theo phản ứng đầu tiên của cha mẹ là nên quan sát vết thương thông thường khi trẻ ngã về phía trước sẽ không có gì nghiêm trọng nhưng những cú ngã đập đầu về phía sau cần được xem xét kỹ lưỡng trường giang được biết đến là ông bố rất chịu khó chơi đùa và tương tác với con Trước đó, một clip chia sẻ cảnh ông bố đóng vai người bán hàng để con gái tới mua hàng với những đoạn đối đáp đáng yêu cũng gây sốt trên TikTok. Còn trên trang cá nhân của Nhã Phương, rất nhiều những hình ảnh Trường Giang và con gái nô đùa đáng yêu khiến dân tình tan chảy. Bởi vậy mới có chuyện Nhã Phương than thở với khán giả rằng cô đã bị mất chồng. Bởi, ông xã và con gái luôn quấn quýt chơi đùa cùng nhau mà bỏ rơi mình. Trường Giang từng tâm sự trong một bài phỏng vấn, tôi không muốn người ta đụng chạm con mình nhiều. Là người của công chúng thì phải chấp nhận chuyện người ta xăm soi, còn giấu đi là chuyện của mình. Khi nào con nói muốn mọi người biết nó là con của tôi thì tôi sẽ công bố, chứ giờ tôi phải tôn trọng con. Nhiều người soi con quá cũng thấy tội, bé Destiny không chỉ xinh xắn mà còn thông minh. Có lần cô bé còn chủ động rủ mẹ Nhã Phương học bài, nhớ hết các màu sắc và chữ cái bằng tiếng Anh. Cô bé dõng dạc gọi, mẹ ơi, học bài đi mẹ. Sau đó tự mở cuốn sách và đọc chính xác các chữ cái bằng tiếng Anh. Chia sẻ video này, Nhã Phương kể, khi ba vắng nhà, cô gái của gia đình siêng năng quá nẻ cô chú ơi. V, kép, I, X chính xác hết nhà. Trước đó, Trường Giang cũng đăng tải trên trang cá nhân video dạy con gái học bài. Nam danh hài thử thách trí nhớ của con bằng cách nói sai các màu sắc bằng tiếng Anh. Tuy nhiên điều này không làm khó được Destiny. Cô bé luôn phản biện lại và nói đúng cách phát âm các màu sắc.